Một video ngắn của đại lý dụng cụ làm vườn hôm nay sẽ chia sẻ với các bác về dòng dây uốn cây. Và hôm nay với mẫu dây uốn cây thì em sẽ làm một cái bảng từ 1 ly cho tới 8 ly của đơn vị em. dây 1 ly này, 2 ly, 3 ly, 4, 5, 6, 7 và 8. Và với những cái kích thước này thì tùy thuộc theo các bác thì mình sử dụng nhé. Nếu như mà các bác sử dụng quen rồi các bác cứ lựa chọn dây nào em gửi dây đấy. Đấy, và cái bảng dây này nếu các bác mà muốn xem chi tiết thì hãy kết bạn Zalo để em gửi mẫu cho các bác nhà mình được xem. Và với dây uốn cây thì đơn vị em là một số lượng rất chia lớn chuyên cung cấp xỉ lẻ trên 63 tỉnh thành của đất nước. Đấy khi xem được video này bác Lào cần mua xỉ lẻ cứ từ 1kg trở lên thì em đã gửi rồi. Còn đối với các bác mà mua từ 10kg thì sẽ được miễn phí ship và giá thì sẽ giảm rất chi là sâu. Ở dòng dây nhôm dẻo uốn cây này thì như các bác nhìn một cuộn này thì nó rơi vào từ tầm 12 cân đổ lại, 10 cân đến 12 cân. và dây nhà em thì sẽ là dây mắc A, cũng chia sẻ đối với các bác làm vườn dây thì nó sẽ có dây A và dây B nhá Một loại một mềm dẻo và một loại là mắc B đấy Thì nó sẽ không mềm dẻo bằng đấy, Và đơn vị em thì với cái số hàng này em đang chuẩn bị và đóng gói tới tận nhà các bác đây để Bác nào mà chơi cây cảnh khi xem được video này của em Thì các bác đã tìm được một đại lý chính Chuyên sỉ lẻ về tất cả các loại dây kìm kéo cưa Những cái dụng cụ liên quan tới đồ làm vườn Và hôm nay thì có một cái dụng cụ không thể thiếu được Thì em đăng tải qua như thế này đó là dịch tiếp sức cứu cây. Dịch uh, tiếp sức cứu cây nó có rất nhiều loại các bác nhá. để các bác muốn tham khảo cái mẫu nào thì bên em sẽ tư vấn các bác nhiệt tình về đồ chăm cây, về dụng cụ làm nông nghiệp. Quay cho các bác xem một chút về từ dòng dây 1 cho tới dòng dây 8 này. Ở à đây, dây nhỏ bên trong này là dây 1, dây 2 đây. Cái này là dây 3 rồi này. Cái này là dây 3 rồi đấy các bác này. Đấy. Dây nhá em cho các bác nhà mình xem cái độ mềm dẻo của nó. Uh, với dòng dây này thì chắc chắn rất nhiều bác trên cả nước đã biết tới đơn vị em Và dây hôm nay thì em cũng báo luôn Ví dụ như uh, mắc A đó đang là 120 Còn mắc B đó là 101 nha các bác nhé Và với dòng dây này thì uh, bên em sẽ cam kết Nó sẽ gửi loại chuẩn nhất cho các bác Còn nếu như tùy thuộc theo các bác đặt nhé Bởi vì các bác sử dụng quen dây nào thì sử dụng dây đấy Và em sẽ có đủ các loại để tư vấn các bác Cũng như là gửi tới tận nhà các bác 10 cân thì em sẽ miễn phí ship hoàn toàn rồi. À, đây để cho các bác này mình xem những cái bảng dây. Ví dụ như cái dây nó là dây 4 ly này, sẽ có mát 4 4 ly nhá. Đấy chữ xanh là dòng dây chuẩn nhất đây các bác này. Đây là dây 4 ly này. Còn đây là dòng 2 ly và 3 ly này. Và dòng dây này thì em cũng chia sẻ là đối với các bác mà mua nhiều nhá, cứ mua số lượng nhiều là em giao buôn. Bởi vì đơn vị em cung cấp nhiều lắm. Uh, dòng dây này thì um, sẽ gửi được tận nhà và sẽ các bác sẽ được kiểm tra hàng trước khi trả tiền Đấy, và em sẽ quay qua xưởng đơn vị em để các bác nhà mình được xem đất Akama kìm kéo dụng cụ trăm cây Đấy và bác nào xem được video này mà đang cần dây nhôm dẻo uốn cây hãy liên hệ trực tiếp ngay tới đầu số điện thoại đây và muốn tham khảo thật nhiều đồ nhớ cho em xin một like một chuông và một lượt đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình để em sẽ đưa tới các bác những cái dụng cụ tốt nhất tiếp tới là tới dịch à, dịch tiếp sức cho cây đấy truyền dịch này thì em báo giá luôn là em đang gửi tới các bác là 150 000 cho một gói đấy khi các bác mua cả thùng thì nó sẽ rẻ hơn nha các bác nhé dịch sẽ có mấy loại cơ để bác nào mà cần tham khảo về dịch chăm uh, cây đấy thì uh, em vào zalo em sẽ gửi các mẫu cho các bác để mình được tham khảo với cái dòng uh, dịch tiếp sức cho cây nhé khi cây của các bác vàng lá kẹt uh, dễ kém sức sống ví dụ như cây của các bác mà tự nhiên nó đang xanh mà nó vàng lá nó rụng lá thì các bác sử dụng truyền dịch này ngay mỗi một gói truyền dịch thì khi các bác mua thì sẽ đi theo một cái dây để các bác nhà mình uh, trực tiếp vào đây này cái này nó sẽ có tem bảo hành hết đây nha các bác nhé đây. Um, các bác sẽ lắp mà trực tiếp cái ống vào đây mà nó có cái dây để các bác nhà mình truyền vào thân cây đấy và với mỗi một gói dịch này thì thể tích của nó là một lít và dịch của nó sẽ là màu lâu Uh, dòng dịch này thì uh, nhà em thì các bác mua từ hai gói là em miễn phí ship rồi nhé còn các bác mua cả thùng người là 10 gói nhá đấy đơn vị em thì uh, sẽ có nhiều loại lắm cho nên là khi đăng tải là em đăng tải một chút để các bác nhà mình được biết tới đơn vị em cũng như là rất nhiều những cái sản phẩm muốn đưa tới các bác nhà mình trong cái mùa làm cây của năm nay đấy nhớ liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại em về đây nhá và cho em xin một like một chuông một lượt đăng ký kênh là lúc đỏ ngay cạnh góc màn hình để em sẽ đưa tới các bác những cái dụng cụ tốt nhất trong mùa làm vườn của năm nay. Chào và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau ạ.